Tiêu chí chọn hoa hậu của Đàm Vĩnh Hưng khiến các mỹ nhân tranh cãi nảy lửa. Các gương mặt ngồi ghế nóng của Miss Việt Nam New World 2017 đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh tiêu chí chọn hoa hậu của Đàm Vĩnh Hưng. Chỉ còn hơn một tháng nữa, đêm chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại Canada. Mới đây, trong một lần livestream giao lưu cùng khán giả, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về tiêu chí chọn người đẹp cho cuộc thi nhan sắc. Anh khẳng định chỉ có Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đáp ứng đủ tiêu chuẩn về một người đẹp hoàn hảo trong mắt anh. Nam ca sĩ cũng lần đầu tiên tiết lộ về tiêu chuẩn người phụ nữ đẹp trong mắt mình. Anh khẳng định không phải chỉ đẹp là thắng mà còn cần phải có hình thể cân đối hài hòa. Đàm Vĩnh Hưng cho biết người mẫu với Hưng phải cao từ 1m65 trở lên hoặc thua kém một tí khoảng 1m63, 1m64 là được. Nhưng cơ thể phải hài hòa, số đo 3 vòng cân đối. Nhiều người rất cao, xinh đẹp mà tỷ lệ các số đo không đạt chuẩn thì Hưng cũng không chấm điểm cao. Bên cạnh đó, giọng ca vì anh là soái ca còn khẳng định không phản đối việc chị em thẩm mỹ làm đẹp, làm răng hay nâng mũi, Hưng đều chấp nhận hết. Làm đẹp chứ phải có phải làm xấu đâu mà không được. Phụ nữ có răng đẹp càng dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Thời buổi này mà kiếm người đẹp toàn diện tự nhiên thì khó lắm. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông Hoàng Nhạc Việt, trong các hoa hậu Việt Nam từng đăng quang, chỉ có người đẹp Nguyễn Thị Huyền đáp ứng được những yêu cầu khắt khe anh đưa ra. Hưng cũng thích hoa hậu Đặng Thu Thảo và Kiều Khanh. Hai cô này tuy chưa được gọi là hoàn hảo so với tiêu chuẩn của Hưng, nhưng tổng thể là dễ cuốn hút người đối diện, nam ca sĩ cho biết thêm. Những nhận xét của Mr. Đàm nhanh chóng được các người đẹp tên tuổi trong làng giải trí chia sẻ kèm nhiều ý kiến, bình luận trái chiều. Không giống như nam ca sĩ, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 Diễm Hương chia sẻ thẳng thắn. Anh Hưng chấp nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, chứ mình thì không ủng hộ. Thời buổi này thật giả lẫn lộn, cứ tưởng tượng làm người đẹp ai cũng từng đi chỉnh sửa nhan sắc thì khó cho giám khảo chúng tôi lắm. Tiêu chí của Hương dành cho Hoa hậu là đẹp tự nhiên, cơ thể hài hòa cân đối và đặc biệt là phải có kiến thức xã hội. Mình thích mấy cô có gương mặt hơi tròn tròn, phúc hậu một tí, gò má không cao quá. Trong khi người đẹp sinh năm 1990 khẳng định mình thuộc team đẹp tự nhiên, những thành viên trong dàn bán khảo như Thanh Mai, Dương Yến Ngọc lại ủng hộ quan điểm của Mr. Đàm. Nhận mình thuộc team miễn đẹp là được, cựu diễn viên Thanh Mai chia sẻ, cá nhân Mai thấy làm đẹp thì có gì xấu đâu. Có chị em phụ nữ nào tự tin trả lời rằng trước giờ chưa bao giờ đi tân trang nhan sắc không, chỉ vì mọi chuyện đi làm răng hay đi sửa mũi mà bị đánh rớt thì uổng lắm. Phụ nữ sinh ra đâu có ai hoàn hảo, nên biết làm đẹp và cải thiện một số khuyết điểm của bản thân. Với Mai, đã xác định đi thi hoa hậu thì phải cao, chân phải dài, gương mặt dễ tạo thiện cảm. Đặc biệt, các số đo trên cơ thể phải hài hòa với nhau. Mình thích nhất những cô gái có gương mặt trái xoan, tóc dài, mũi cao thanh thoát. Cụ người mẫu Dương Yến Ngọc lại tâm sự lên trang cá nhân. Làm đẹp chả có gì xấu, miễn là đừng làm mất vẻ tự nhiên là được. Với mình, việc sở hữu một nhan sắc tự nhiên và có thêm chút can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ như làm răng đều hơn, mũi cao hơn vẫn được đánh giá cao. Phụ nữ đẹp với mình là một người cao từ 1m65 trở lên, gương mặt trái xoan, mắt không quá hí, mũi cao vừa vừa không quá thấp. Nói chung gương mặt nhìn phúc hậu là được. Sắp tới mình sẽ mang tiêu chí này vào cuộc thi Miss Việt Nam New World 2017 tại Canada. Phụ nữ ai chả muốn làm đẹp, thời buổi này rồi tìm đâu cho một người đẹp tự nhiên. Nhiều hoa hậu sau khi đăng quang vẫn đi châu chuốt lại nhan sắc của mình đấy thôi. Phụ nữ muôn thuở là vậy rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Làm sao thì làm miễn đẹp là được, Dư Yến Ngọc chia sẻ thêm. Khi chia sẻ về chủ đề đẹp tự nhiên hay miễn đẹp là được, Hoa hậu phu nhân Canada Mỹ Vân cũng là người sáng lập ra sân chơi cho biết cô tôn trọng ý kiến của các giám khảo như Mr. Đàm hay Thanh Mai, Diễm Hương, Dư Yến Ngọc. Ban tổ chức đã cân nhắc rất nhiều trước khi mời anh Hân, chị Thanh Mai, Yến Ngọc hay Diễm Hương làm người cầm cân nảy mực của cuộc thi. Họ là những người có chính kiến với nhiều kinh nghiệm trong cuộc thi nhan sắc. Họ thấu hiểu rõ tiêu chí của cuộc thi, thế nên tôi cũng như ban tổ chức đặt hết niềm tin ở họ và tin tưởng họ sẽ tìm ra gương mặt xuất sắc cho từng hạng mục của cuộc thi, Mỹ Vân chia sẻ. Bên cạnh đó, Hoa hậu phu nhân Canada cũng nhấn mạnh bản thân cô cũng như ban tổ chức cuộc thi luôn đánh giá cao nét đẹp tự nhiên hơn nhưng không định kiến với các thí sinh từng thẩm mỹ trước khi tham dự cuộc thi. Đêm chung kết của cuộc thi diễn ra vào tối 21 tháng 5, 2017 tại Canada.
Sóng gió đã qua, Trương Quỳnh Anh tiết lộ kế hoạch chuẩn bị làm đám cưới với Tim. 6 năm yêu nhau, biết bao nhiêu chuyện xảy ra và thật sự rất vui khi đến giờ chúng tôi vẫn ở bên nhau. Hy vọng sẽ mãi như vậy và tốt đẹp hơn, Trương Quỳnh Anh chia sẻ. Người ta vẫn bảo Trương Quỳnh Anh là cô gái lạ đời nhất nhì showbiz Việt, bởi xưa nay cô toàn làm những gì mình thích. Khi đang ở trên cái tạm gọi là đỉnh cao của nghiệp diễn viên, Quỳnh Anh nặng nặc làm ca sĩ. Khi đang trên đà làm ca sĩ, tuy chẳng đình đám nhưng đủ để hái ra tiền từ những buổi miệt mài xô chậu. Cô lại có con, 6 năm bên nhau và cũng có không ít lần giận hờn. Đến nay Trương Quỳnh Anh đã bình yên bên nửa kia sau nhiều sóng gió đã qua. Làm gì cũng nghĩ đến con trước tiên. Trương Quỳnh Anh tên đầy đủ là Đặng Trương Quỳnh Anh, sinh năm 1989 tại thành phố biển Nha Trang. Nhiều người cho rằng Quỳnh Anh may mắn đủ đường vì được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, lại được trời phú cho ngoại hình xinh đẹp, khéo léo và thông minh. Nhưng với Quỳnh Anh, điều may mắn nhất là cô được sinh ra trong một gia đình yêu nghệ thuật, được cha mẹ quan tâm, tạo điều kiện để cô được phát triển năng khiếu nghệ thuật của mình. 24 tuổi, giữa lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cái tên Trương Quỳnh Anh đang trở thành thần tượng trong lòng nhiều khán giả, nhất là lứa tuổi teen, thì dư luận bất ngờ trước cái tên Quỳnh Anh mang bầu với ca sĩ Tim. Phần đông cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của cả hai, nhưng cả Trương Quỳnh Anh và Tim lại không chút lo sợ mất fan hâm mộ hay giảm độ hot tên tuổi vì việc có em bé nằm trong kế hoạch của hai người. Quỳnh Anh đơn giản hóa tất cả mọi việc này, bởi theo cô thì khán giả yêu thích một người nghệ sĩ thì không phải là vì cái vẻ bề ngoài hay là vì họ có gia đình hay chưa. Đối với một nghệ sĩ chân chính đàng hoàng thì họ sẽ nghĩ tới chuyện gia đình một cách nghiêm túc. Nữ diễn viên sinh năm 1989 cho hay, khi người nghệ sĩ ấy chăm sóc được gia đình và hạnh phúc với điều ấy thì những khán giả thực sự sẽ vui vì điều ấy. Họ sẽ thích Quỳnh Anh và Tim hơn nữa vì gia đình anh ấy hạnh phúc, là một cặp đôi lý tưởng trong showbiz và sẽ là mẫu hình để các bạn trẻ ước mơ. Tuy nhiên, từ một hot girl chỉ biết hát hò, mua sắm, vui chơi, mọi chuyện tiền bạc, ăn uống đều có người thân bao bọc, mà chỉ trong thời gian ngắn để trở thành một người vợ, người mẹ là điều khó khăn và vất vả. May mắn cho Trương Quỳnh Anh là khi mẹ đẻ không có ở bên cạnh thì cô lại được mẹ chồng tâm lý, tận tình chăm sóc và dạy cho những kinh nghiệm trong việc chăm con đầu lòng. Bà mẹ trẻ hiện đại này cũng tự mày mò tự học trên mạng Internet và học hỏi bạn bè người thân, bởi vậy ơn trời em bé ra đời khỏe mạnh và hay ăn chóng lớn. Với Tim và Trương Quỳnh Anh, cậu con trai Sushi là điều quan trọng nhất. Khi đã có con thì cả tôi và anh Tim làm gì cũng nghĩ tới con trước tiên, kể cả việc nhận show diễn cũng phải đảm bảo với việc chăm sóc trẻ nhỏ. Dù con đã hơn 4 tuổi, nhưng mỗi khi nhận dự án phim, tôi đều chú ý tới địa điểm xa gần để tiện sáng đi tối về, Trương Quỳnh Anh cho biết. Để có thể bình yên và hạnh phúc sau hơn 6 năm chung sống, cặp đôi Tim Quỳnh Anh phải học cách làm cha mẹ và điều hòa cái tôi của mình. Nhờ có gia đình mà vợ chồng cô thay đổi gần như 180 độ, trưởng thành lên nhiều. Tuy nhiên, bà mẹ một con này vẫn thú nhận rằng mình chưa bỏ được tính trẻ con, mà Tim thi thoảng vẫn hay mắng vợ, nhiều khi nhí nhố ham chơi, lại còn hay giận dỗi. Trước căn bệnh phụ nữ này, hai vợ chồng cô đặt ra quy ước là không được giận nhau quá 3 ngày, có gì phải nói rõ ràng với nhau và tiết chế bất tính nghệ sĩ của mình trong cuộc sống vợ chồng. Còn nhớ một dạo, thiên hạ y xèo đồn rằng vợ chồng Trương Quỳnh Anh Tim sắp ly hôn, bởi lẽ Trương Quỳnh Anh vì tức giận mà lặng lẽ ôm con bỏ đi, khiến Tim bị sốc thực sự và nhận ra mình cần thay đổi. Nhưng phải khó khăn lắm, Tim mới lấy lại được lòng tin từ vợ và thuyết phục Quỳnh Anh về nhà. Có lẽ sau những lần mất mát và đổ vỡ, Tim cảm thấy mình có lỗi vì từng để vợ phải khóc. Anh cũng xem xét lại bản thân và nhận ra rằng mình cần Quỳnh Anh và con trai ở bên. Từ một người vô tâm, anh trở nên biết lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn và dành nhiều thời gian ở bên vợ con. Mỗi khi vợ bận quay phim, anh thường tranh thủ mang cơm và đến thăm vợ vào buổi trưa. Chẳng lạ khi thời gian gần đây, Quỳnh Anh và Tim thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí hoặc đi du lịch cùng cậu con trai để hâm nóng tình cảm. Trên trang cá nhân, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên nhau trong những chuyến đi chơi lẫn cuộc sống hàng ngày. Quỳnh Anh thành thật nói, những điều làm nên hạnh phúc của gia đình nhỏ cô chính là những sở thích đơn giản của vợ chồng, như cùng đưa con đi công viên hay chở con đi ngắm cảnh vào mỗi buổi sáng. Tối đến, việc làm yêu thích của vợ chồng cô là lên phòng, trải đệm xem phim và nằm chơi với con, lúc nào mệt quá thì lăn ra ngủ bên nhau. Thi thoảng để hâm nóng tình yêu, cả hai lại gửi con cho bà nội chăm con, rủ nhau đi xem phim, đi ăn, đi mua sắm. Từ đầu đến cuối chuyện,
Trương Quỳnh Anh luôn miệng nhắc nhở tới gia đình nhỏ của mình. Tôi nhận ra điều thay đổi nhất ở Trương Quỳnh Anh bây giờ là sự điềm tĩnh và biết nói mặc kệ. Có lẽ sự trưởng thành của một người mẹ, dù là một người mẹ trẻ, khiến Quỳnh Anh trở nên chín chắn đến vậy. Cô không còn xoắn cả lên cho một lời bàn tán, chẳng còn muốn lên báo phân bua đúng sai với các tin đồn. Biết showbiz phức tạp nên Trương Quỳnh Anh bảo cô và Tim không muốn con trai theo đuổi con đường nghệ thuật cùng cha mẹ. Bởi khi bước chân vào showbiz, đồng nghĩa với việc phải đương đầu rất nhiều áp lực và bố rìu dư luận. Vợ chồng tôi đặt tên con là Cát An vì mong con sau này sẽ có cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nhưng tôi cũng không muốn ép buộc con. Nếu sau này lớn con thích nghề diễn viên hay ca sĩ, vợ chồng tôi vẫn ủng hộ. Thắc mắc khi con thì lớn mà cả hai vẫn chưa chịu làm đám cưới. Nghe vậy Trương Quỳnh Anh cười và nói, có người còn hỏi tôi có cảm thấy thiệt thòi chưa khi chưa tổ chức đám cưới hay không. Thực sự tôi không thấy thiệt thòi gì cả. Tôi có một báu vật riêng, tôi quá lời rồi. Tôi tin rằng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn thực sự là của nhau và sống hạnh phúc với nhau, Trương Quỳnh Anh chia sẻ. Riêng Tim thú nhận, anh chưa có kế hoạch tổ chức đám cưới cụ thể vì chưa nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ gia đình Quỳnh Anh. Dù vậy, nam ca sĩ vẫn mong ước một ngày nào đó bố mẹ vợ cảm nhận được sự chân thành từ mình và đồng ý để anh đón Trương Quỳnh Anh lên xe hoa.